nói tiếng Việt thêm tiếng Anh là tại vì họ thích. Mà nếu bây giờ mà họ thích thì mình đâu có làm gì được họ, đúng không? Hello, 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 welcome back to my channel. Nội dung chính của tập ngày hôm nay sẽ là cái vấn đề mà tại sao bạn nói tiếng Việt mà bạn lại hay thích chêm tiếng Anh vào. Và trước khi chúng ta đi vào vấn đề nào đó thì Hào muốn cho các bạn biết rằng hôm nay là cái thường thì Hào sẽ quay YouTube vào khoảng 2-3 giờ sáng. Lộn, 2-3 giờ tối. Nhưng mà hôm nay có cảm hứng tại vì trời ấm, thế là đi mua một chai rượu rosé vào. Và bây giờ đang uống rosé và sẽ ngồi nói chuyện với tất cả các bạn. Có thể là cái tập này nói chuyện nó sẽ vui hơn. Cái tập này có sẽ rất là nhiều bạn ở Việt Nam sẽ không đồng tình với Hào. Nhưng mà các bạn khoan vội chuyển kênh hay là ngưng lại mà hãy xem hết cái video này rồi thì bạn hãy cho ra cái quyết định là bạn có đồng ý với Hào hay không. Xã hội mỗi ngày càng một khác phát triển và tiếng Anh là một cái tiếng mà có thể gọi là phổ biến nhất trên thế giới. Không được nói nhiều nhất trên thế giới tại vì Trung Quốc là cái thứ tiếng, cái tiếng Trung Quốc là cái tiếng được nói nhiều nhất trên thế giới là tại vì người Trung Quốc là cái người dân số đông nhất trên thế giới nên sẽ được nói nhiều nhất. Mà cái tiếng mà phổ biến thì phải là tiếng Anh. Các bạn có thấy là trong trường học từ bắt đầu lớp 1 mình đã phải học tiếng Anh rồi. Hào nhớ ngày xưa mình học rất là dở tiếng Anh. Nhưng mà khi mà giao tiếp với cái người nước ngoài mà khi còn ở Việt Nam á thì cái vốn tiếng Anh mà học trong trường nó vẫn có thể đủ để mà giao tiếp được những câu cơ bản. Thì Hào nghĩ cái chuyện mà nói tiếng Việt mà thêm tiếng Anh vào á không gì là sai hết á. Bởi vì biết thêm một thứ tiếng và nhất là tiếng Anh á thì thường được cho là thêm một cái skill. Các bạn biết là skill là kỹ năng. Thêm cho một kỹ năng thì mỗi một kỹ năng mà bạn có thì cái income, có nghĩa là cái tiền lương mà bạn nhận được từ cái công ty mà mướn bạn á, nó sẽ nhiều hơn tại vì cái kỹ năng của bạn có nhiều hơn là những người khác. Có rất là nhiều lý do mà tại sao người Việt mình nói tiếng Việt mà lại thêm tiếng Anh vào. Thì bây giờ họ sẽ phân tích làm thành phần nhé. Thành phần nhất là thành phần người Việt ở Mỹ. Thì người Việt ở Mỹ á, các bạn cứ nghĩ đi, Mỹ là một đất nước rất là rộng lớn. Ngày xưa mình đi học á, cấp 2, cấp 3 thì học địa lý cũng biết là Mỹ là đất nước rộng lớn. Nhưng mà thật sự là không thể nào mà biết được nó bự cỡ nào khi mà qua bên này định cư, sống ở đây rồi mới biết. Có 3 thành phố mà Hào theo Hào được biết á, là có người Việt sinh sống đông nhất. Thứ nhất là Cali, là ai cũng biết. Thứ hai là ba state là Cali. Thứ hai là Texas. Và thứ ba là hình như họ nghe là Seattle là cái nơi họ ở, là người Việt sống rất là nhiều. Cũng phải tùy vào cuộc sống và tùy vào mỗi người họ giao tiếp với ai, họ làm việc ở đâu và họ sinh sống như thế nào, thì cái vốn tiếng Anh của họ có nhiều hay không, và họ chọn cách giao tiếp, cách sinh hoạt của họ bằng tiếng Việt hay là tiếng Anh. Ví dụ nhé, nếu như mà ở Cali á, thì Hào đi Cali chơi thì Hào biết nếu như mà ở ngay Orange County á, là cái nơi mà gọi là Little Sài Gòn, Phúc Lộc Thọ mà các bạn hay biết đó, là người Việt sống rất rất nhiều. Và thường thì mở mắt ra ngoài đường á, thì không có cần phải nói tiếng Anh và chỉ nói tiếng Việt thôi. Những đứa trẻ sau này á, cái younger generation á, thì tụi nó phải đẻ ở Mỹ thì học ở Mỹ là nói tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng mà cái tuổi như là ba mẹ mình hay là có những người đồng trang lứa với Hào cũng vậy thì họ không có nói tiếng Anh nhiều. Cái nơi mà như là Texas, Houston cũng rất là nhiều người Việt. Và cái chỗ Hào ở cũng có người Việt nữa. Nhưng mà cái mà không muốn nói ở đây đó là do cái hoàn cảnh sống. Ví dụ như công việc của Hào rất là nhiều người Mỹ và những đứa mà nói tiếng Anh, Hào không có gặp người Việt Nam, Hào không có làm việc với người Việt Nam. Chỉ có khi nào mà ở nhà với mẹ thì nói chuyện với mẹ thì nói tiếng Việt thôi. Còn cuộc sống khi mà họ bắt đầu qua Mỹ đến bây giờ, học tập này nào là đều là tiếng Anh hết. Nên các bạn biết có nhiều khi mà nói chuyện với các bạn ở trên này á, Hào hay bị liệu là tại vì cái đầu mình á thì nghĩ tiếng Anh, nhưng mà cái miệng mình, tại vì Hào biết là cái audience là cái người mà coi Hào là người Việt Nam nên Hào muốn nói tiếng Việt. Nhưng mà cái đầu thì nghĩ tiếng Anh, cái miệng nó tiếng Việt, đôi khúc nó bị lẹo lưỡi. Nhưng mà bữa giờ đó thì nói tiếng Việt á, là giỏi hơn, là tại vì ở nhà không có làm gì hết, không có gặp ai hết, và nói tiếng Việt với mẹ rất là nhiều, và nói tiếng Việt với tất cả các bạn rất là nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng á, họ nói tiếng Việt với mẹ nhưng mà lại cũng chêm vào những câu tiếng Anh, là tại vì cái đầu Hào là cái ngữ cảnh đó và cái câu đó, cái từ đó là nó đã quen như vậy rồi. Nói rồi cái thỉnh thoảng là cứ dừng lại một khắc để mà cứ suy nghĩ là ủa cái từ đó là tiếng Việt làm sao? Không phải là mình
hào hay là những cái bạn mà nói tiếng Việt pha tiếng Anh đó là muốn như vậy, tại vì đó là một cái thói quen nữa. Và nói về cái thói quen này thì có thể là những cái bạn mà sinh sống và làm việc ở Việt Nam đó, họ tại sao họ nói tiếng Việt lại pha tiếng Anh là tại vì có thể là thứ nhất là họ du học ở bên này ngày xưa, và các bạn biết thì ở Mỹ thì phải nói tiếng Mỹ. Rồi cái thứ hai là có thể là họ làm với công ty nước ngoài, người mà sếp của họ là họ phải nói tiếng Anh. Và có thể là cái công ty nước ngoài đã nằm ở một cái nước khác. Một ngày 24 tiếng thì mình ngủ hết 7-8 tiếng đúng không? Thì thời gian còn lại là sinh hoạt, đi làm việc. Thì thời gian mà bạn ở công sở, cái người đó ở công sở làm việc, giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt. Thì khi mà gặp bạn bè hoặc là giao tiếp trong xã hội ấy, thì đôi khi là bị quên. Và đó không phải là cố tình. Cái này không phải là ai cũng có thể nói tiếng Việt mà thêm tiếng Anh vào hết, tại vì phải tùy thuộc vào cái khả năng và cái vốn từ của mình nữa, chứ không phải là không. Các bạn cứ nhớ ngày xưa mình đã học tiếng Anh từ lúc cấp 1 đến lớp 12 đúng không? Thường thì rất là khó cho những cái người mà không để tâm, như ngày xưa Hào là cái người mà không để tâm vào tiếng Anh, tại vì họ có nghĩ là ồ, tại sao mình phải học tiếng Anh khi mà tiếng Việt mình chưa rành. Đó là cái câu mà châm chế cho những người mà không muốn tiếp thu và không muốn tiến bộ. Và Hào là cái người ngày xưa là như vậy. Nhưng mà sau này khi mà qua đây thì mới biết là thực sự tiếng Anh là một cái thứ mà rất là thông dụng và rất là cần thiết. Không phải là Hào ở Mỹ mà Hào lại nghĩ là tiếng Anh là thông dụng và cần thiết. Bây giờ Việt Nam là một cái đất nước đang rất là phát triển và đang trên một cái đà phát triển rất là ngoạn mục. Các bạn ở Việt Nam thì biết là có rất là nhiều nhà đầu tư mà thường là nhà đầu tư nước ngoài. Thì cái tiếng thông dụng mà mình sử dụng là gì? Là tiếng Anh đúng không? Thì tiếng Anh là cái ngôn ngữ mà giao tiếp chính để mà người ta chọn. Thì đôi khi là sẽ bị hòa lẫn với lại tiếng Việt là một cái điều rất là hiển nhiên và có thể thông cảm. Một ví dụ mà dễ có thể thấy nhất là, ví dụ các bạn cứ nghĩ những cái người mà ở Sài Gòn, là ở Hồ Chí Minh, là có rất là nhiều dân nhập cư từ những cái vùng miền khác nhau, Hà Nội hay là miền Trung vào. Thì các bạn thấy là họ có những người bạn mà ngày xưa họ nói rặt, nói nặng cái accent, là cái giọng vùng miền của họ. Nhưng mà khi mà họ đi vào miền Nam ở khoảng một vài năm thì tự nhiên cái giọng của họ nó sẽ nam hẳn lên. Thì tiếng Mỹ cũng y chang vậy đó. Khi mà bạn làm quen và học hỏi, bạn sử dụng nó nhiều quá rồi thì tự nhiên nó sẽ ăn sâu vào trong máu của mình hồi nào không biết. Ngày xưa là khi đi học những cái trung tâm Anh ngữ đó, thường là mấy thầy cô bắt các bạn là phải nói tiếng Anh ở trong lớp. Tại vì sao? Tại vì đó là cái cách mà phản xạ tốt nhất, để mà cách dễ học nhất. Bởi vì nếu mà ở Việt Nam thì mình chỉ toàn nói tiếng Việt thôi, mình đâu có nói tiếng Anh. Mà họ thấy đây là một cái điều mà chúng ta nên học hỏi. Bạn nếu mà bạn học được một từ tiếng Anh thì được một từ nào thì hay từ bấy nhiêu đó. Thì ngôn ngữ là rất là bao la và rộng lớn và hầu như là vô tận, và bạn có thể học hoài, nhưng mà cũng khó thế nào mà đạt đến cái ngưỡng cửa mà bằng với lại cái người bản xứ và cái người nói cái tiếng của họ. Thì tại sao đây là một những cái trường hợp mà miễn phí, các bạn học từ vựng miễn phí từ bạn bè của mình, từ những người xung quanh, từ báo đài, mà nếu họ lỡ nói tiếng Việt mà thêm tiếng Anh vào thì lúc này là mình phải bắt được cái từ đó. Và mình, nếu mình không biết thì đây là cái cơ hội mình học thêm một cái từ mới. Nếu mình biết rồi thì đây là cái cơ hội để mình có thể ôn lại và học lại cái từ mình đã biết rồi. Rồi sau này khi mà mình sử dụng những cái từ này vào trong tiếng Anh, hay là áp dụng khi mình gặp người nước ngoài mình nói chuyện, thì mình sẽ, đây là cái vốn liếng mình đã build up, mình đã xây dựng sẵn rồi. Là các bạn biết là học tiếng Anh á, hồi nhớ ngày xưa hồi đi học Anh văn ở mấy cái trung tâm đó, là thầy cô có nói là học tiếng Anh là phải có khiếu mới học được, chứ không phải là ai cũng có thể học được. Mà Hào thấy hình như là cũng đúng á, tại vì Hào có tiếp xúc với là nhiều người họ có thể biết tiếng Anh tốt nhưng mà cái accent của họ không tốt, hoặc là cái accent của họ tốt nhưng mà cái grammar hoặc những cái câu cú họ lại không đúng. Hào nghĩ đó là một cái cách mà cho mình học hỏi thêm. Mà Hào là một con người rất là thích học hỏi. Càng học hỏi càng nhiều thì cái vốn luyến của mình càng nhiều. Và sau này mình ra đời cũng như mình áp dụng vào cuộc sống của mình á, nó sẽ tốt cho mình hơn chứ không có hại gì cả. Rồi các bạn có nhớ là một lần, hình như là rất là mấy tháng trở lại đây, là có một cái bạn phỏng vấn trên một cái chương trình nào ở trên YouTube là nổi tiếng, và cái bạn nữ đó nói là có healthy không, có balance không. Đúng là Hào thấy rất là thú vị khi mà biết được cái câu chuyện đó và bạn đã nói như vậy. Nhưng mà các bạn có để ý là sau khi mà cái bạn đã nói cái câu mà healthy không và balance không, thì nó trở nên là một cái vấn đề rất là rầm rộ trên mạng xã hội.
Nhưng mà rồi á, có ai mà đi dịch nghĩa, có ai mà hỏi hoặc là tra từ điển tiếng Anh rằng cái từ healthy nghĩa gì, cái từ balance là nghĩa gì. Rồi từ đó các bạn lại make, làm những cái joke, những cái trò, joke là gì ta, là những cái sự châm biếm hoặc là những cái là nói đùa, nói cợt, nói giỡn là có healthy không, có balance không. Có thể là chúng ta sẽ thấy là đó là một cái chuyện rất là buồn cười và rất là xàm hay là tào lao thì họ không biết, nhưng mà họ nghĩ là nhờ vào cái người bạn đó nói healthy và balance, bây giờ có rất là nhiều người hiểu được cái chữ healthy là gì, hiểu được cái chữ balance là gì, và có rất là nhiều người sử dụng cái chữ healthy và balance. Đó là một cái cách mà nãy như Hào nói là các bạn học từ bạn của mình và học từ những người khác. Có thể là cái cách mà của cái bạn nữ đó đã nói không có hợp, hay là cái giọng điệu nó hơi bị over, là bị lố một chút. Nhưng mà cái trường hợp này là một cái trường hợp mà không có sắp đặt sẵn, nhưng mà các bạn có thấy cái outcome là cái hướng ra đó, nó trở nên một cách rất là tích cực. Nó tích cực là bởi vì có nhiều người biết cái từ này, nhiều người biết sử dụng cái từ balance và từ healthy, và nhiều người hiểu hơn là các bạn đã học thêm được một từ tiếng Anh rồi đó, các bạn thêm hai từ chứ. Vậy thì Hào chỉ muốn nói với các bạn là Hào rất là cổ vũ các bạn mà nói tiếng Việt mà thêm tiếng Anh. Hào không nghĩ đó là một cái gì sai hết, mà đó là cách để giúp cho người Việt Nam chúng ta tiến bộ hơn. Nếu như các bạn có đi nước ngoài thì các bạn sẽ thấy là Hào rất là ngưỡng mộ cái nước là Singapore hay là Malaysia, là hai cái nước mà Hào biết là họ dùng tiếng Anh rất nhiều và con người của họ thông thục tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Nhưng mà tiếng Anh ở Sing là cái tiếng mà được sử dụng nhiều nhất. Các bạn cứ nghĩ đi, đó là một cái benefit nếu như mà người Việt mình sau này có thể nói tiếng Anh thành thục như tiếng Việt, hoặc là 80% như là tiếng Việt đi. Thì khi mà bạn đi ra nước ngoài, bạn ở nơi nào đó, bạn đi làm, sinh sống, làm việc, thì bạn lúc nào cũng có một cái skill là cái khả năng của bạn lúc nào cũng hơn người khác, là bởi vì bạn có thể nói tiếng Anh. Có rất nhiều nước trên thế giới mà hiện tại tiếng Anh của họ không giỏi, nhưng mà một điều đáng khen là Hào thấy các bạn trẻ bây giờ tiếng Anh của các bạn rất là giỏi. Thì qua cái video này Hào muốn khuyến khích các bạn, chúng ta nên học thêm tiếng Anh. Nếu bạn nào mà chưa biết tiếng Anh thì nên cố gắng trao dồi, vì đó là một lợi ích và không có gì là không tốt cho tương lai của các bạn sau này cả. Và lấy bản thân cái kinh nghiệm của Hào ngày xưa ở Việt Nam, cứ nghĩ rằng tiếng Anh sẽ là wow, mình không có giỏi tiếng Việt rồi, tiếng Anh giỏi làm gì. Đó là một cái suy nghĩ rất là chống chế và không có thiết thực. Hy vọng là qua cái video này các bạn sẽ không có nhìn khác hơn về những cái bạn mà nói tiếng Việt mà pha tiếng Anh. Nhưng mà giờ nếu mà lỡ người ta có lỡ mà thích làm như vậy thì cũng kệ người ta, mình đâu có làm gì được đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình hiểu được cái vấn đề là học thêm được một thứ tiếng là một cái lợi ích cho mình. Và học được bao nhiêu thì cứ học, và học ở nơi nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào bạn học được một từ nào đó thì cứ việc học và cứ việc sử dụng. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Nếu như các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào các bạn nghĩ như thế nào về tiếng Việt mà nói thêm tiếng Anh vào. Các bạn đồng ý, các bạn không đồng ý, leave a comment. Và hy vọng là sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo của Hello Hào.